Tuyến đường La Sơn Túy Loan vừa đưa vào khai thác, có chiều dài 66 km, riêng địa phận Thừa Thiên Huế 35 km, đi qua hai huyện Phú Lộc, Nam Đông và rừng quốc gia Bạch Mã. Điểm đầu ở Thừa Thiên Huế giao nhau với quốc lộ 1A tại ngã ba La Sơn. Đây là nút giao thông vốn dĩ đã đông đúc nên nếu khai thác qua làng thì nguy cơ ùn tắc tai nạn là rất cao. Bên cạnh đó, người dân chưa có thói quen khi tham gia lưu thông trên đường cao tốc cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương cần chủ động các giải pháp để vận hành tuyến đường quan trọng này. Cao tốc La Sơn Túy Loan đã cơ bản hoàn thành và đã đưa vào khai thác từ ngày 15 tháng 4. Theo tiêu chí kỹ thuật của đường cao tốc có hạn chế, phân kỳ đầu tư hai làn xe chưa có giải phân cách cứng. Tuyến đi qua địa bàn Thừa Thiên Huế có địa hình chủ yếu là đồi núi phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Một số hạng mục giao thông chưa hoàn thiện, đặc biệt là nguy cơ sạt lở tại km 25 thuộc khu vực vườn quốc gia Bạch Mã, với thiết kế bạc ta luy bậc thang không phủ lớp bê tông xi măng bên ngoài. Từ khi thi công đến nay đã có hơn 2.000 mét khối đất đá bị trượt sạt khi mưa kéo dài. Riêng cái dự án La Sơn Túy Loan ấy, thì trường thì các em là đã nhận thi công là từ km 21 đến km 38, thì phần phụ này là qua cái phần địa phận của vườn quốc gia Bạch Mã. Thì cái này thì cái nhất là cái điều kiện địa chất địa hình thủy văn ở đây nó rất là phức tạp. Thì cuối năm 2018 thì các em cơ bản là đã thi công xong, tuy nhiên là do cái ảnh hưởng của là mưa lũ, điều kiện của là địa chất địa hình thủy văn nên là cả cái năm 2019, 2020 và 2021 nó xảy ra những cái sạt trượt. Thì riêng cái điểm 25 cộng 300 đi 700 này là một điểm sạt trượt tương đối lớn. Hiện tại việc tham gia giao thông ở đây vẫn còn nhiều vướng mắc, như hiện tượng người đi xe hai bánh tham gia trên tuyến, trâu bò vẫn ngang nhiên đi lại. Đoàn kiểm tra đã ra soát thực tế và lên phương án đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn khi đưa vào khai thác. Tuy nhiên hiện tại một số đoạn tuyến vẫn chưa hoàn chỉnh, đất đá vẫn sạt lở, trên tuyến chưa có các trạm cứu hộ cứu nạn, điểm lấy nước phục vụ công tác phòng chống cháy, hệ thống thông tin liên lạc, mạng di động hoạt động yếu, có điểm không có sóng nên việc liên lạc khi có sự cố xảy ra rất khó khăn. Tổ chức cảnh giới tại các cái điểm đầu nối ở tỉnh lộ 14 với đường địa phương, với cái đường là Hồ Chí Minh đoạn tuyến là La Sơn Túy Loan, trước hết là trách nhiệm của đơn vị quản lý đường bộ và đơn vị đầu tư xây dựng, ủy ban quản lý Hồ Chí Minh phải chịu trách nhiệm chỉ đạo cái lực lượng phương tiện có người trang thiết bị để bố trí cái tại các cái điểm mà đấu nối vào cái đoạn đường Hồ Chí Minh La Sơn Túy Loan để đảm bảo an toàn. Nút giao thông đầu tuyến nối với quốc lộ 1A tại ngã ba La Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc sẽ phải chịu áp lực giao thông rất lớn, bởi lẽ đây là trục quốc lộ 1A song song với đường sắt Bắc Nam. Khi lưu lượng xe đi qua cao tốc khi chưa thu phí sẽ tăng cao và sẽ hòa luồng vào quốc lộ 1A tại ngã ba La Sơn. Tình huống nếu có tàu hỏa đi qua và xe từ Nam Đông đổ về cùng xe cộ trên đường 1A diễn ra cùng lúc thì ách tắc giao thông và tiềm ẩn tai nạn là khó tránh khỏi. Đề xuất các phương án như là lắp đèn xanh đèn đỏ phía sau đường sắt, rồi hiệu chỉnh các cái đèn, tuy nhiên thì đó chỉ là phương án tạm thời. Thì theo đề xuất của địa phương cũng như là tham vấn ý kiến của các cơ quan chức năng thì cái giải pháp mà lâu dài và đảm bảo nhất đối với ngã ba La Sơn đó là đề xuất xây dựng cầu vượt tại ngã ba. Vì hiện nay là đường tại ngã ba La Sơn thì bị ảnh hưởng của cái đường sắt, nó rất khó để xử lý các cái trường hợp mà đó, vì đường sắt là đường ưu tiên, cho nên thì có đề xuất là xây dựng cầu vượt để đảm bảo cho cái việc lưu thông của các tuyến. Để đảm bảo an toàn giao thông và kịp thời ứng cứu khi có tình huống xảy ra, thì các đơn vị, lực lượng chức năng cần phải xây dựng kế hoạch, phương án, tuyên truyền người dân không dùng xe hai bánh tham gia giao thông, không chăn thả gia súc trên tuyến. Lực lượng chức năng cần có phương án tuần tra kiểm soát, xây dựng kế hoạch cứu hộ cứu nạn và phòng chống cháy nổ. Tại nút giao La Sơn, cần tăng cường hệ thống biển báo, lắp đặt camera và trên các nút giao trên cao tốc.